Ôi, đây rồi, đây rồi. Ôi, nghe quả nhạc đi vào lòng người không các bạn? Alo, alo. Có chủ nhà đi nha. Alo, hello mọi người. Chào mừng mọi người đến kênh livestream của Funky Hà. Đây có Funky nha. Có Hà nha. Cú 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 cú. Anh Tú vừa nói tóc à anh Tú? Cái thằng Nhi nhỏ này cái thằng Nhi nhỏ này tao tính sổ nó luôn. Xin giới thiệu các bạn. Chào mừng các bạn đến với con của chủ tịch khu biệt thự ở Đồng Tháp Cao Lạnh, thành phố Cao Lạnh. Tất cả các khách sạn, cà phê đều thuộc quyền sở hữu duy nhất của bạn Duy nhỏ. Đây. Hay nickname tên là Bụt. Mày tới số mày rồi con. Để được bóc phốt bạn này. Chị Hà ơi, em sai, em sai. Nếu mà ngay từ đầu ai cũng biết lỗi sai của mình á thì không bao giờ có từ xin lỗi. Và nếu á ai cũng biết á xin lỗi á thì người ta đã không sai ngay từ đầu. Đúng không? Đúng. Rồi, vô. Đây là bạn Duy nhỏ. Chị ơi, chị ơi. Đây là gọi là sao ta? Sinh người ta sinh ra ở vật đích á là chuyện bình thường đúng không? Sinh ra mà ở bệnh viện á lại càng bình thường hơn nữa. Này, xin giới thiệu. Sinh ra ở biệt thự. Sinh ra ở biệt thự nha. Bạch nít tập này nữa bỏ đi. Bỏ vịt nít đi. Sinh ra ở biệt thự. Được chưa? Sinh ra ở biệt thự nha. Tại sao sinh ra ở biệt thự? Bây giờ anh em thử xuống thành phố Cao Lãnh đi. Hỏi bạn nào tên Duy nhỏ, nickname Bụt. Oai, người ta nói dạ. À, anh chào mừng anh chị đến khu biệt thự của anh Bụt. À, tất cả các biệt thự mà từ đầu ngách này đến cuối ngách kia, hay là từ xung quanh thành phố Cao Lãnh, hay tất cả các khách sạn cà phê này đều của anh Bụt hết. Anh em ơi, anh em muốn ngon, anh em muốn biết á, xuống thành phố Cao Lãnh hỏi anh Bụt đi, hoặc anh Duy coi. Trời ơi, người ta kể cho mà nghe. Chị Hà xuống rồi hả? Trời ơi trời. Anh em không cần xuống. Hỏi thằng lơ xe đi chiến Cao Lãnh, Phương Trang, Kiên Giang thôi là biết liền. Hỏi anh Duy nào? Dạ, anh Bụt đó hả chị? Anh Bụt, cái anh mà đi hay đi đá bóng mà nhà chủ biệt thự dưới Cao Lãnh đúng không chị? Xin lỗi với anh em chứ biệt thự của Rambo là kế bên biệt thự của Duy nhỏ luôn. Đó là một thông tin mật chưa được tiết lộ. Nhà Rambo mạ vàng thì nhà của Duy nhỏ đây mạ kim cương luôn. Một thông tin chưa được tiết lộ là biệt thự của Rambo sát bên biệt thự của Duy nhỏ. Biệt thự Rambo lấy vàng kê bằng gạch thì nhà Duy nhỏ lấy gỗ kê kim cương. Được chưa? Đúng đời chưa? Bô mà 89 thì thằng này phải 100, 200. Duy nhỏ, Duy không có nhỏ. Duy nhỏ trên nickname thôi. Tại sao Duy nhỏ không? Tại vì khu Duy sống rất là nhỏ nên được gọi là Duy nhỏ, nhưng thật ra là biệt thự to so với người thường. Nhà bô á là chưng cái gì? Pha lê chùm gì? Chùm đèn mạ vàng đúng không? Đúc bằng vàng đúng không? Xin lỗi, đèn pha lê nhà bên đây gắn kim cương hộp xoàng tính tiền tỷ. Vàng tính tiền trăm tiền triệu, được chưa? Pha lê tính tiền tỷ, ok chưa? Sau này gọi đừng có gọi là Duy nhỏ nữa, đổi tên đi. Duy kim cương, Bụt à, không. Biệt thự, Duy biệt thự, được chưa?
nhiều lúc trong cuộc sống này đôi khi ấy, gặp một người cũng là cái duyên á, không đôi khi cái chị ơi lỗi em hết tiền player rua rồi chị ơi, em giả SN chuộc lỗi nha chị. Dạ chào, cảm ơn bạn Duy Kim Cương nhá. Uầy, donut mà lên được top 3 luôn. Dạ em cảm ơn Duy Kim Cương nha. Chị cảm ơn bạn Duy Kim Cương. Đôi khi ấy, trong cuộc sống thì anh em sẽ gặp được một người xem là một cái nhân duyên trong cuộc sống. Đôi khi người ta gọi là vạn sự tùy duyên. Nhưng mà tôi cảm giác là rất là kiểu hãnh diện lắm, vô cùng tự hào. Cả dòng tộc họ nhà Lê của tôi cảm giác rất là tự hào. Cả dòng tộc, kể cả bây giờ tôi mà về Kiên Giang, chắc tôi nói là tôi quen bạn Duy Kim Cương với anh em biết anh Duy Kim Cương với anh Khoa Mạ Vàng ở bên Cao Lãnh. Chắc cả xóm tôi kiểu hãnh diện về tôi lắm. Đảng và nhà nước chắc cũng hãnh diện về tôi lắm luôn. Khi mà tôi chơi chung được những gọi là những triệu phú ngầm, người ta gọi là triệu phú ngầm, những tỷ phú mà chưa bao giờ lộ mặt. Anh gọi hay là người ta có anh Bình Gôn thì chúng ta có anh Khoa Gôn. Và chúng ta sẽ có Di Diamond. Di Diamond và anh Khoa Gôn. Được chưa? Mà các ông có để ý không? Cái mảnh đất này sinh ra nhiều người gọi là làm kiểu tỷ phú, triệu phú lắm. Ngày xưa người ta nói á, một mảnh đất sẽ không có hai vua. Nhưng xin lỗi, thời bây giờ là một mảnh đất là phải 2-3 triệu phú trở lên. Còn nhà tôi cũng có triệu phú chứ. Nhà tôi cũng là tỷ phú mà. Ở đất này luôn, ở đất Nguyễn Chí Thanh luôn. Người ta gọi là Khoa Gôn Duy Diamond. Tôi có Tú Rai, Tú Xào Cơm. Được chưa? Nickname Tú Xào Cơm. Tên thật Nguyễn Đắc Tú, hay còn gọi là Tú Xào Cơm. Người ngoài Bắc gọi là Tú Đảo Cơm, hay gọi là Tú Cơm Rang. Nếu mà theo thông tin mật mà tôi biết ấy, ngoài sở hữu mà kiểu một dàn kiểu biệt thự cà phê kiểu lớn nhỏ, ngoài ra thì anh Duy sở hữu cả mấy chục chuỗi nước hoa ở tất cả các khu trên hệ thống nước Việt Nam này. Anh em tin không? Hay còn gọi là Duy Hoa, Duy Nước Hoa. Uầy. Chưa bao giờ nhá, tôi ở trong team Refund, chưa bao giờ Duy tặng tất cả anh em Refund trùng một chai nước hoa nào hết nhá. Chưa bao giờ tặng trùng một chai nước hoa nào hết. Từ sinh nhật năm trước, năm nay, năm kia, năm nọ. Sinh nhật nha. Người thì Chanel, người thì Nike, người thì con Duy nhá. Duy có hẳn một cái khu, gọi là một cái khu chế xuất nước hoa riêng biệt, chỉ dành cho những người team Refund thôi. Anh em tin không? Hay chúng ta mai mốt sẽ gọi là Duy Water Flower, nước hoa. Đúng rồi, Duy Water Flower. Chị em nào vô đi, chị em nào vô chốt đơn Duy kìa, chốt đơn đi. Tầm này nước hoa anh Bụt tên là gì hả chị? Nước hoa của Bụt à? Bụt có hãng nước hoa mà. Đây, xin giới thiệu với anh em hãng nước hoa nhà Bụt, nước hoa hoa dâm Bụt. Được chưa? Bụt này là lấy từ hãng nước hoa ra mà. Đây, nước hoa dâm Bụt. Được chưa? Anh em nào hỏi tên nhãn nước hoa thì tôi sẵn rồi nha. Nước hoa dâm Bụt. Được chưa? Còn mà muốn mua nước hoa thì liên hệ Facebook anh Duy Nhỏ, hay mở mặt ra Bụt chuyên gọi là, hay còn gọi là Duy Diamond, Duy Water Flower. Đây, cây xanh thì lá cũng xanh, chim đậu chim cành, trên cành chim chết, chim rơi chết queo. Cây xanh thì lá cũng xanh, chim đậu trên cành chim rơi chết queo. U hay, sẽ khỏi thần thơ luôn. Cây xanh thì lá cũng xanh, chim đậu trên cành chim rớt chết queo.
đỉnh của đỉnh luôn. Hay quá Hà ơi, hay quá. Các anh em biết tại sao để là sống ở thành phố Hồ Chí Minh không, mà không phải để ở Cao Lãnh không? Là người ta chiếm khu biệt thự sắp tới từ Cao Lãnh lên tới Hồ Chí Minh rồi đó. Đây nha, sống tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà sinh ra ở đất Cao Lãnh. 10 điểm, duy là nhất. Oai, thấy chưa? Đập vào mắt mình là gì? Sự giàu có, được chưa? Khi chúng ta quá bận rộn để lớn lên nhưng lại quên mất bố mẹ cũng đang già đi. Khi chúng ta đã quá bận rộn để kiếm tiền nhưng lại quên mất người khác. Đã giàu hơn người ta. Khi chúng ta đang bận kiếm tiền nhưng lại quên mất mình giàu hơn người ta. Wow, cáp hay nhỉ, cáp thể hiện sự đỉnh của đỉnh luôn. Sau này gọi là di táo nha, di táo, di lê, di mận, di roi nha, hoặc là di hụt xoàn pha lê gì đó. Wow, nhìn vô là thấy gương mặt của, sinh ra là gương mặt của kiểu Việt, kiểu làm giám đốc rồi, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị. Hay là chúng, hay là kêu Duy đầu tư vào 20 phút nhỉ. Sau đó chúng ta sẽ có 20 phút là ở 64 tỉnh thành luôn. Mình làm công cho nó thôi, mình đâu cần làm chủ đâu, mình làm công cho nó thôi. Đúng không? Mình làm công cho nó thôi. Sau đó là Duy nó đầu tư ở 64 tỉnh thành. Mỗi tỉnh thành một cái hệ thống. Wow, có tiềm lực á. Để hôm nào Duy ra Hà Nội đàm phán hợp đồng đi Duy, kiểu Duy đầu tư vào 20 phút đi, mình mở 64 nhánh luôn, đúng không? Gọi là đúng rồi, hợp lý rồi. Chốt đơn nha. Hay mấy bữa nữa mình giả bộ mình lên chương trình, mình gọi vốn đi, cái mình kêu sắc Duy với sắc Khoa, Duy sắc ở Cao Bằng với sắc ở ở Bắc Giang nữa đầu tư vào. Oai. Như sắc ở Bắc Giang là sẽ đầu tư cơm bò kho nè. Còn sắc ở ở Cao Bằng là sẽ đầu tư thịt rang cháy tỏi nè. Còn sắc ở Cao Lãnh mà sắc mà Khoa Gôn ấy sẽ đầu tư vào mì trộn mì xào. Còn mà sắc Duy sẽ đầu tư vào cái mảng kiểu đồ nước uống. Vậy tìm được kinh tế nhiều nhờ. Sắc Đê La Thành chị ơi, sắc Đê La Thành chị ơi, bây giờ nhá, chị bảo em nghe, một trong những tiêu chuẩn mà để làm được các sắc ấy, chị nói thẳng luôn, một trong những tiêu chuẩn mà làm được cái sắc ấy, gọi là những cái phi vụ cá mập ấy, là người ta đã có vợ hoặc đã có người yêu. Còn sắc Lê La Thành có người yêu chưa? Đúng không? Người ta đã có kiểu vợ con rồi, chồng con, cái thứ này nọ, cái thứ kiểu rồi. Chưa có người yêu mới nhiều tiền chứ. Các ông ơi, gọi là như thế này nhá. Đối với một người từng trải và có với người mà đang trải qua như tôi, mở bài nhạc từ đã, mở bài nhạc tâm sự đã, nói về cái chuyện mà bạn trai bạn gái, cái chuyện tiền bạc như thế này, cái chuyện mà bạn trai bạn gái, cái chuyện mà tiền bạc á, để mà kể nha, để mà kể thì các ông hình dung cho tôi đi. Ngày xưa á, cái lúc mà kiểu con người ta kiểu đang cua nhau á, các em hiểu không? Các ông kiểu mà ngày xưa các ông cua nhau á, ngày xưa của tôi ấy, à em ơi em muốn nước à, để anh trả tiền cho. Em ơi em muốn áo anh để trả tiền cho. Hay là em ơi như thế này như thế kia, để anh trả tiền cho.
Còn tầm này mà yêu nhau như tôi rồi, mà bước qua cái giai đoạn mà 1 năm rồi á các anh em, mà sắp tới là 2 năm á, các anh em biết gì không? Tiền điện, tiền nhà, tiền ăn, tiền giặt tôi đóng hết. Anh em hiểu không? Cái lúc mới yêu nó kiểu nó màu hồng lắm, nó kiểu hồn nhiên lắm. Cua gái phải cần nhiều tiền chị ơi. Thật ra đôi khi nha, cái chuyện tình yêu á, các ông đừng nói là đừng có tính chuyện tiền bạc hay này nọ, đừng có kiểu quan trọng cái chuyện tiền bạc hay này nọ, đừng có như thế này như thế kia, đừng có gọi là đừng có tính toán kỹ trong tình yêu. Nhưng có bao giờ mà các ông nghĩ tiền lương các ông về, các ông đã gửi qua số tài khoản của người yêu chưa? Tạm đây em xin nhắc khéo anh, em đang cần tìm anh Nguyễn Đắc Tú, là hiện tại là ngày 3 tháng 1 rồi. Thì anh cũng biết nữa là tiền lương đã đang được thông báo về mình rồi. Thì anh vui lòng chuyển khoản cho em qua số tài khoản Agribank 7709205060125 Lê Thị Thu Hà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền uống của anh tháng này nha. Em cảm ơn gia đình thân ái, cảm ơn anh rất nhiều. Vào một buổi chiều nọ, trên con đường phố Đông Tác ở Hà Nội, có một chàng trai đèo một cô gái trên chiếc SH lỗi thời từ năm 2015 rồi. Thì cô gái hồn nhiên, cô gái leo lên chiếc xe. Thì bằng một kế hoạch nào đó, chàng trai đã dụ dỗ cô gái bằng phương thức như sau. Chị em cảnh tỉnh nha. Chị em thấy những cái phương thức này là chị em phải cảnh tỉnh nha. Đầu tiên, chàng trai hỏi khẽ cô gái có đói bụng không, anh chở đi ăn. Ok, cô gái nhẹ nhàng ok. Chàng trai liền chở cô gái vào hàng bánh giò Đông Tác. Chàng trai liền gọi 2 cái bánh giò, 2 ly sữa đậu. Sau khi ăn no 2 chiếc bánh giò, 2 ly sữa đậu, chàng trai liền hỏi cô gái rằng: cô gái ơi, cô gái có muốn uống trà sữa không? Gần trên phố Đông Tác này có một quán trà sữa rất là ngon. Cô gái liền bảo rằng ok. Chàng trai đi đến quán trà sữa, vội vàng đặt chiếc xe xuống. Khi cô gái bên ngoài chờ, chàng trai vào mua ly trà sữa size L, nhiều phu nhiều thạch. Sau khi chàng trai đã thỏa mãn được những cơm đói khát của cô gái, chàng trai liền bảo cô gái ơi, gần đây có hàng bánh ngọt rất là ngon, ngon nhất cái phố quận Đống Đa này, cô gái có muốn thử không? Cô gái vội vàng liền trả lời: nếu anh có lòng thì em đây cũng có dạ. Cô gái liền vào và chọn những chiếc bánh ưng ý nhất. Sau đó cô gái cùng chàng trai vào một shop quần áo với lý do rằng chàng trai sắp đi đám cưới, và cô gái ngồi xuống uống trà sữa ăn bánh ngọt. Chàng trai lựa 50-60 cái áo, chàng trai xem đi xem lại, sau đó chàng trai chốt 10 cái áo. Sau đó chàng trai bẽn lẽn đứng bên cô gái rằng: em ơi, quẹt thẻ đi em, anh quên mang theo ví rồi.